ông bà có dạy là nếu nhìn xuống có là có, không là không. Ba, Thương ơi, mày đang ở đâu Thương? Cái gì vậy? Nói đi. Mày đang ở đâu? Qua lấy tiền cứu tao liền coi. Trời ơi, mai đi, giờ đi muộn rồi. Alo. Alo, Thương, Thương. Alo. Ê, chú ơi, chú ơi. Con lại chú, con biết lỗi rồi. Con xỉn, con lỡ tông chú. Chú đừng ám con, chú đừng ám con sợ lắm chú ơi. Có gì còn đốt nhang cho chú, nha chú, nha chú. Ủa, nhìn hả? Sao nãy giờ không nói cha? Ước dữ nha. Đi. À chù cha. Nó đã ghê.
Đừng có giỡn nha bay. Xíu. Thằng đeo cái mặt nạ coi kìa, cái mặt mình nó tràn hết rồi kìa. À mày đừng có mở bo đề xem mình đâu nhá. Trời ơi, Halloween làm như trung thu rồi, đeo cái mặt nạ con nít sống này nó sợ vô nhà hết, ai cho kẹo mày. Sao mày nói nhiều quá vậy? Gì vậy? Cái kìa. Kìa, tự nhiên là hết hồn. Còn mày nữa, ba trẻ, lên. Okay. Nhà mày, chị mày giống y chang mày, thích hù dọa người khác quá vậy. Cãi nó đi, coi giùm chị tin nhắn này đi. Ủa? Thôi đấy, ông Bình bị bắt cóc rồi. Ủa? Bắt cóc gì? Rồi cái này tin nhắn này hồi nào vậy? Ông hồi tới giờ sáng, ông nói đi họp lớp, gọi điện thoại cũng không được, ông tắt máy tiêu rồi. Bị bắt cóc sao mà còn nghe máy được? Lúc tới giờ đã bắt nã thì nhận được tin nhắn này nè. Sao không đi báo công an đi? Ủa mày điên hả? Sao mà báo công an được? Cái này phải qua 24 giờ mới được báo. Ê, có khi nào nó tìm tới nhà nó xử luôn chị không? Chị sợ quá à. Thì thôi để tối em với Ken qua ngủ bảo vệ cho. Ủa gì alo? Chị mày chứ chị tao đâu? Nhưng mà tao sợ. Tao sợ bộ. Ô, có trứng. Đi nấu mì ăn. Vinh. Dạ. Vô bảo coi. Vậy làm gì la anh chế nhà mày? Mày ăn trộm mấy chai trứng của tao đúng không? Mày điên hả? Tao đi tắm tao lấy trứng làm gì mày bị sẵn đói hả? Ê Vinh, hay là nhà chị mà có khách đúng không? Điên quá thằng này thiệt. Lớn to xác gì mà sợ mà yếu hả? Có khách. Khách đâu đây? Chứ mày không sợ sao mày không nói thẳng ra mày cũng bày đặt. Có khách cho nó yên tâm. Chạm gì đâu. Ba lấy quần áo là đúng không? Mày cùng người ta vừa đứng ở trong đó cùng mày mà. Mày để đâu? Mới để quần áo đây xong định vô tắm mày kêu qua đó quay về đây mất tiêu. Nghi quá à. Không lẽ có khách. Thank you.
Vinh ơi Vinh. Nha. Dạ, mày làm gì trong đấy? Thì tao vô kiếm đồ, tao đi tắm. Trời ơi, kiếm đồ tắm thì mày về nhà tắm tìm chứ sao lại tìm ở trong đấy? Khùng, kiếm nhà tắm không có, tao mới đi ra đây. Mày lại bắt đầu tào lao rồi đó. Thì không có chuyện đó đâu, mấy cái chuyện đó là khoa học chứng minh người ta mới có.